Ok, chào bạn. Đây là chu trận đấu phân tích. Mình sẽ chơi khai cuộc ở Relopet. Lên tượng. Ở đây mình sẽ ăn luôn. Ăn tốt lên. Đen lên tượng để tấn công tốt. Đây, mình sẽ lên mã để bảo vệ. Lên mã. Ở đây thì đen không ăn. Nếu chẳng ăn tượng thì mình sẽ ăn hậu lên và đuổi mã. Lên tốt. Chiếu như vậy thì đen sẽ bắt mã về. Nếu đen chạy mã thì mình sẽ chiếu và không không cho vua đen nhập thành. Ở đây okay, mình sẽ bắt mã. Như vậy là mình đã ăn hơn được quân tượng. À, như vậy là trắng sẽ về, đen sẽ về tượng. Ở đây thì lẽ ra đen phải về tượng thì sẽ không bị mất tượng. Ok, mình sẽ ăn hậu lên. Ở đây thì mình hơn quân. Mình lên tốt để ngăn đen đẩy tốt và khóa quân tượng của đen lại, hay làm cho tượng của đen nó có tầm hoạt động hẹp. Lên tốt. Mình sẽ lên tượng để tấn công con tốt này. Lên tượng. Mình ra xe để nếu đen đẩy tốt thì mình sẽ để đen ăn và ăn tốt lên. Như vậy thì xe của đen sẽ không tấn công được tốt. Đổi xe. Ở đây chúng ta có đổi không? Ok. Ở đây thì đen đi lỗi rất nhiều. Và một chiến thắng. Yes.